Hôm nay tại thành phố Hồ Chí Minh, lần đầu tiên ngành điện lực thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và điện lực Việt Nam nói chung triển khai phương án hiện đại hóa lưới điện bằng việc áp dụng công nghệ 4.0 vào công tác quản lý và vận hành. Trước đây, các thiết bị điện khi vận hành được bảo trì thường sẽ kiểm tra theo định kỳ là 3 tháng hay 6 tháng một lần. Điều này không còn phù hợp khi nhu cầu sử dụng thiết bị điện cao, cộng với yếu tố môi trường khiến cho các thiết bị điện có thể cần phải được bảo trì sớm hơn so với quy định. Để phát hiện được những thiết bị điện cần được bảo trì trước khi xảy ra sự cố như chập cháy, nhiều nước trên thế giới đã áp dụng công nghệ 4.0 vào việc quản lý, lập kế hoạch và theo dõi tốt quy trình bảo trì. Tại Việt Nam, Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị đầu tiên ký kết hợp đồng tư vấn, xây dựng hướng dẫn chung và quy trình sửa chữa bảo dưỡng vật tư thiết bị từ 110 kV trở xuống dựa trên tình trạng thiết bị, áp dụng công nghệ 4.0 và công tác quản lý, vận hành, phân tích dữ liệu thiết bị điện một cách chính xác. Từ đó dễ dàng xử lý công việc bảo trì cần thiết, giảm ngân sách tài chính, năng suất lao động và an toàn cho người sử dụng điện.